bé tiểu hồ ly này đang chơi đùa bên cạnh bể nước, nhưng nhất thời không để ý. Phần đuôi của cô đã bị nước làm cho ướt sũng, trong phút chốc liền rơi ngay xuống bể nước. Tiểu hồ ly vùng vẫy muốn bò ra ngoài, nhưng cơ thể được làm từ những sợi len của cô, sau khi bị ngâm trong nước, trở nên vô cùng nặng nề. Khủng long nhỏ nhìn thấy cảnh này, vô cùng lo lắng. Mình phải nhanh chóng đi cứu cô ấy, nếu không, cô ấy sẽ bị chìm chết mất. Khủng long nhỏ bịt mắt lại, muốn nhảy xuống cái vực sâu vạn trượng này. Không ngờ chiếc đinh thỏ ra trên bàn đã móc lấy phần đuôi của chú. Sợi len ở phần đuôi nhanh chóng bị gỡ ra, những sơ bông rơi ra ngoài mặt đất. Cậu nhìn sợi len ngáng đường này, kéo cũng kéo không đứt, cắn cũng chẳng thay đổi gì. Khủng long nhỏ vô cùng bất lực. Lúc này, ống tre tiếp tục được đổ đầy nước. Tiểu hồ ly trong tình thế nguy cấp đã nhanh trí nghĩ ra, cô ôm lấy ống tre, mượn cơ hội này thoát ra. Nhưng trọng lượng cơ thể vượt qua năng lượng chịu đựng của tiểu hồ ly, tiểu hồ ly đáng thương lại bị rơi xuống bể. Khủng long nhỏ không do dự nữa, cho dù đầu sợi len có đang bị kẹt lại, cậu phải xông qua đó cứu tiểu hồ ly. Bởi vì khủng long nhỏ biết rằng nếu như mình không đi, tiểu hồ ly nhất định sẽ chết. Mỗi bước chân tiến về phía bể nước, cơ thể của cậu lại bị gỡ ra một đoạn. Đầu tiên là cái đuôi nhỏ, sau đó là tay, rồi đến chân. Tiểu hồ ly liên tục lắc đầu, cô không nhẫn tâm để khủng long nhỏ vì cứu mình mà hy sinh bản thân. Cô nhìn thấy một cây gậy đang chống vào cửa, thế là liền vùng vẫy dùng đá ném vào cây gậy, muốn ngăn cản bước tiến của khủng long nhỏ. Cánh cửa đã đóng lại rồi, tiểu hồ ly từ bỏ cơ hội được cứu của mình, đổi lại cứu được khủng long nhỏ. Thế nhưng khủng long nhỏ nào có bỏ cuộc dễ dàng đến vậy, dù cậu chỉ còn lại một cái chân cũng gắng hết sức xông qua cửa giấy, dùng cạn sức lực cuối cùng của mình nhảy về hướng bể nước. Cơ thể của cậu bị gỡ ra nhanh chóng, từng sợi sơ bông bay ra ngoài. Khủng long nhỏ biết rằng tính mạng của mình đến đây là hết. Trong đầu cậu hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ bên tiểu hồ ly. Trong chiếc hộp bò đi này, chúng nương tựa vào nhau cùng trân trọng đối phương. Cuối cùng khủng long nhỏ hóa thành một sợi len dài rơi xuống bên hồ, chậm chậm chìm xuống nước. Lúc này chiếc điện thoại đang hiện ảnh chụp chung của hai đứa cũng vì lượng pin cạn kiệt mà tắt ngấm, dường như đang chiếu sự ra đi của khủng long nhỏ. Còn tiểu hồ ly thì sao? Cô men theo sợi len đó, từng chút một bò ra ngoài. Khủng long nhỏ đã từ bỏ cả tính mạng của mình để đổi lấy cơ hội được cứu người mình yêu. Tiểu hồ ly đã mất đi người quan trọng nhất, nhưng đã có được sự đơn thuần, dũng cảm và một tình yêu bất chấp tất cả. Tiểu hồ ly cầm lấy sợi len và sơ bông kia, bắt đầu đan thành dáng vẻ của khủng long nhỏ. Lúc này, không biết đã bị mắc ở đâu, cô dùng sức gỡ ra, đan xong cái đuôi thì tất cả lại bị bung hết ra. Tiểu hồ ly thở dài, tiếp tục cầm sợi len làm lại từ đầu, một mũi, hai mũi. Cũng giống như lúc đầu, khủng long nhỏ không hề từ bỏ cô. Người máy bị thương này đang gắng sức giơ tay lên, muốn giết hại người lạ đột nhiên xuất hiện kia, nhưng cô bé trước mắt lại chẳng sợ hãi chút nào, ngược lại còn chăm chú nhìn nó. Đột nhiên, người máy đã bị chập mạch điện rồi. Phần não trước của nó đã bị thương chí mạng trong trận chiến đấu trước. Chỉ thấy cô bé lấy công cụ ra, dễ dàng sửa xong phần máy bị chập kia. Người máy sau khi được khởi động trở lại, vô cùng ngỡ ngàng. Cô bé bảo nó hãy giúp mình mở cánh cửa máy này ra. Người máy lập tức thò tay ra, biến thành một khẩu súng liên thanh. Cô bé sợ hãi quỳ xuống đất. Người máy lại tự hào thực hiện nghi thức của những người kỵ sĩ. Hóa ra trước đây người máy là một loại vũ khí chiến đấu, đã quen với việc dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Thế nhưng chủ nhân mới của nó không thích việc đánh đánh giết giết. Cô bé này thực ra chính là một nhà khoa học, nhiệm vụ của cô là đào tạo sinh mệnh lại từ đầu trên hành tinh chết này. Do đó cô dạy người máy cách chuyển số liệu, gieo hạt cây trồng, chơi cờ tướng quốc tế, còn đặt cho người máy một cái tên đáng yêu, Tiểu Lục. Lúc mới bắt đầu, Tiểu Lục chân tay luống cuống, làm chuyện gì cũng không xong. Nhưng vài tháng sau, hai người càng ngày càng hiểu ý nhau, cảm tình cũng càng ngày càng tốt. Sau mỗi lần Tiểu Lục hoàn thành xong nhiệm vụ, đều sẽ thực hiện một nghi thức kỵ sĩ vừa đáng yêu lại trang nghiêm. Hôm đó, cô bé đang ở bên ngoài nhà kiểm tra cây trồng mới gieo hạt gần đây, đột nhiên phát hiện ở trong góc có một hạt đã nảy mầm rồi. Cô bé đặt nó vào hộp nuôi dưỡng, vui mừng nhảy nhót rạng rỡ. Cô chạy về phía căn cứ, muốn nhanh chóng chia sẻ niềm vui này với Tiểu Lục, nhưng cô không biết nguy hiểm đã đến gần. Hóa ra một người máy chiến đấu khác đã phát hiện ra căn cứ của họ. Khi cô bé quay về thì Tiểu Lục đã bị nó chặt đứt cánh tay. Do trước đây cô không muốn nó tiếp tục đánh nhau nữa, liền hàn cánh tay của nó lại. Tiểu Lục không có vũ khí, thất bại liên tiếp. Nhìn thấy tình hình như vậy, cô bé trong lúc nguy cấp đã nhanh trí nghĩ ra. Cô cầm gậy kích điện cắm vào sau lưng người máy này, thế nhưng người máy không hề ngã xuống, ngược lại còn từng bước áp sát về phía cô. Vào thời khắc nguy cấp, ánh mắt Tiểu Lục đã biến thành màu đỏ, nó cắn đứt phần nối hàn, cánh tay còn lại biến thành chiến đao. Một đao đâm vào người đối thủ đã bị thương. Trong lúc hoảng loạn lại bắn loạn lung tung, nhìn thấy sắp bắn vào cây trồng, cô bé không màng tất cả, chạy qua đó. Tiểu Lục hoang mang đi về phía cô, nhưng cô bé đã qua đời rồi, thứ cô để lại chỉ là một cái cây màu xanh, màu của hy vọng. Tiểu Lục sau khi mất đi cô bé, đã ngồi ngẩn người rất lâu, nó không có nước mắt, cũng không biết khóc, nhưng nó đã biết mình nên làm gì. Nó mang hy vọng này đặt vào trong cái cây của sinh mệnh, sau đó đẩy chiếc xe chứa đầy hạt giống, đi ra khỏi căn cứ. Rất nhiều năm đã trôi qua, cuối cùng cũng có một con người mới đến căn cứ này, lần này là một cậu bé. Cậu nhìn Tiểu Lục đã bị loang lổ nhiều vết gì, hưng phấn nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, cũng giống như cô gái năm đó. Khi cậu chuẩn bị rời đi, thì Tiểu Lục đã đột nhiên cử động rồi, cậu bé sợ hãi ngã ngửa ra đất.
chỉ thấy Tiểu Lục dùng lượng pin cuối cùng của mình, chậm chậm giơ cánh tay lên, thực hiện nghi thức kỵ sĩ cuối cùng của nó. Ống kính chậm chậm tiến về phía sau lưng Tiểu Lục. Bên ngoài căn cứ là một cánh rừng màu xanh bạt ngàn. Nếu cô bé ấy có thể nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui đấy nhỉ. Chú cò nhỏ này vừa mới ngủ dậy, nó vuốt vuốt những hạt cát còn vương trên mặt, đặt cái mông ngồi xuống đất, người mẹ nhặt một con sò trên bãi cát. Chú vui mừng, rạng rỡ vỗ vỗ hai cánh, há miệng thật to, chờ mẹ bón cho ăn. Thế nhưng đợi cả nửa ngày vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Vừa quay ra nhìn thì thấy mẹ vẫn ở đó, hơn nữa còn đặt con sò xuống, tỏ ý bảo chú hãy tự đến mà lấy. Chú cò nhỏ vui vẻ nhảy qua đó thật nhanh, đến bên cạnh mẹ, chú lại há miệng ra, thế nhưng thứ rơi xuống chỉ là một cái vỏ trống không. Hóa ra mẹ bảo chú hãy tự đi tìm thức ăn. Vỏ sò được cất trong những bọt khí trên cát kia. Chú cò nhỏ tìm đến một cái, dùng mỏ cắm xuống, nhưng lại bị con sò kẹp chắc mỏ. Lúc này một cơn sóng biển ập tới, những chú cò khác đều chạy về phía bờ, chỉ có chú cò nhỏ là vẫn chưa ý thức được nguy hiểm phía sau lưng. Chú cò nhỏ ướt như chuột lột, lúc ở trên bờ run lên cầm cập, cho dù có mẹ có khuyên như thế nào, chú đều không muốn ra bãi cát nữa, há miệng ra ngồi ý trong nhà. Còn mẹ dứt khoát không thèm quan tâm chú nữa, vậy con cứ ở đấy đến lúc chết đói đi. Lúc này cái bụng bắt đầu sôi sùng sục, chú cò nhỏ nhìn ra phía bờ biển, nhìn thấy mọi người đều đang có đồ ăn, chú lấy hết dũng khí liều thôi. Chú cẩn thận nhảy đến bên bờ biển, trốn phía sau một hòn đá, nhìn thấy một con sò đang phun bọt khí, chính là nó. Chú cò nhỏ bay thật nhanh về phía đó, nhưng vừa đặt miệng xuống, nước biển lại ập tới rồi. Chú cò nhỏ sợ hãi cắm đầu bỏ chạy, trốn vào trong một đống rong biển khô. Thế nhưng tiếp theo đây, ấy, đây là cái gì nhỉ? Hóa ra đây là một chú ốc mượn hồn. Chú cò nhỏ bị chú ốc này thu hút rồi. Chú ốc nhỏ đuổi theo ba và mẹ, vừa hai cơn sóng biển ập tới, cả nhà ốc mượn hồn trốn vào trong cát. Chú cò nhỏ bị dọa sợ mất mật, vội vã đi lên trước xem tình hình người bạn mới này ra sao, thì lại phát hiện chú chẳng xảy ra chuyện gì cả. Đột nhiên, một cơn sóng biển khác lại ập tới. Chú cò trong lúc nguy hiểm đã nhanh trí, học theo cách của ốc mượn hồn, vùi mình vào trong cát. Gua, ở trong nước, chú đã phát hiện ra một đại lục mới, tất cả những con sò đều hiện ra. Chú lại bị ướt như chuột lột, tuy nhiên lần này, chú lại vui vẻ reo hò. Bởi vì chú đã biết những con sò đang trốn ở đâu, một con nữa, những người anh em xung quanh đều sửng sốt. Lúc này, chú cò nhỏ kéo ra một con sò lớn nhất, vừa to hơn vừa ngon hơn những con trước đó, lại một trận sóng biển nữa ập tới. Chú cò nhỏ vui vẻ chào đón nó, chú sẽ không e sợ sóng biển nữa, những thứ nhìn thì có vẻ đáng sợ ấy, nói không chừng lại có vận may ẩn chứa trong đó đấy.